Kính chào các bác, hôm nay thì em lại xuống rất là nhiều đơn thân hàng lựu và hoa nhé. Mời các bác đón xem, like và ủng hộ nhà vườn ạ. Mở đầu like thì em xin chia sẻ các bác, đó là những cái chậu lan năm cánh trắng nhé. Đây, trước màn hình là một chậu năm cánh trắng, một chậu mẹ rất là to ạ. Đó, một chậu quốc dân năm cánh trắng Phú Thọ nhé. Các bác nhìn cái chậu nghiến này, mầm gốc quá là to các bác ạ. Một mầm gốc siêu đẹp nhé, đang nụ ạ. Đó, năm cánh trắng quốc dân nhá. Em mời các bác ngắm mã này là mã số 1. Mã số 1 các bác ạ. Đấy, các bác nhìn thân mập này, mập ú luôn. Đây, mầm gốc bao gồm được 5 cái mầm gốc các bác ạ. Một chậu quốc dân 5 cánh trắng mã số 1 ạ. À em xin lỗi, mã số 7 nhá. Mã số 7 chia sẻ các bác bằng 250 nhá. Rất là đẹp các bác ơi. Đó, đầu tư. Đó, lúc trước đầu tư một cái chậu nghiến này nó là đúng đủ cái tiền chậu các bác ạ. Đủ tiền chậu là chưa có tiền lan nhá. Đó, chia sẻ các bác bằng 250 cho mã số 7. Năm cánh trắng Phú Thọ quốc dân nhá. Đấy, mã số 7. Tiếp theo là mã số 9 ạ. Mã số 9 thì khá là nhiều mầm gốc ạ. Đó, bên em thì toàn bộ là hàng năm cánh trắng lá lỗi cổ tiết các bác nhé. Tại vì mặt bông của nó rất là đậm. Đây, hàng lá lỗi như thế này. Đây là mã số 9 ạ. Đó, mã số 9 thì chia sẻ các bác là bằng 230 nhá. Đó, một chậu mẹ gốc. Gốc nó rất là to các bác. Đây là gốc mẹ này. 1, 2, 3, 4. Cũng là 5 mầm gốc nhá. Các bác nhìn bông hoa nó rất là sắc luôn. Đây ạ. Chuẩn bị nở nhé. Đó, mã số 9 chia sẻ các bác bằng 230 nhé. Đó, 230 cho mã số 9 các bác ạ. Đó, các bác mua hàng gọi điện trực tiếp đến số 0977 842 981 các bác nhé. Còn đây là mã số 8 ạ. Mã số 8 các bác nhé. Đó, mã số 8 các bác nhìn gốc này. Gốc nó là gốc mẹ nhé. Em mời các bác ngắm khuôn hoa đẹp tuyệt vời luôn đúng không ạ. Đó, mã số 8 chia sẻ các bác bằng 160k các bác nhé. 160 cho mã số 8. Thực ra là nuôi được một cái chậu mẹ một gốc như thế này nó khá là lâu các bác ạ. Đây, lá lỗi này. Đấy, mặt hoa nó rất là sắc nét luôn nhá. Đó, chia sẻ các bác 170k cho cái mã số 8 các bác ạ. Mã số 8 170 nhá. 170 cho mã số 8 các bác ạ. Còn tiếp theo là mã số 10 nhá. Các bác nhìn quá trời mầm gốc luôn. Một cái chậu mẹ một gốc như thế này. Toàn bộ là hàng chậu nái các bác ạ. Đây, các nhìn mầm gốc to ú luôn. Đấy, chậu này thì bao gồm được 5 mầm gốc ạ. Đây các bác nhìn hoa của nó rất là sắc luôn nhá. Các bác ơi, đây này chưa có nở mà nó rất là sắc, mới hé thôi nhá. Đó, được hai thân hoa chậu này chia sẻ các bác bằng 270k các bác ạ. Đối với những cái chậu mẹ một gốc thì nó rất là đẹp các bác nhá. Đó, mầm gốc to ú ụ luôn. Đấy, 270 cho mã số 10 ạ. Đó, các bác mua hàng thì cứ gọi điện trực tiếp đến số là 0977 842 981 các bác nhé. Đó, tiếp theo thì lại là một cái chậu nghiến đẹp các bác này. Ở mã số 1 nhá. Vẫn là năm cánh trắng quốc dân ạ. Đây các bác ơi, này. Hoa đẹp tuyệt vời luôn nhá. Chưa có nở đâu. Ở 1 2 này, 3 này, 4 được 5 cái thân hoa. Những cái thân này nó là thân chuẩn bị nụ nhá. Những thân này là thân chuẩn bị nụ các bác này. Chậu này thì một chậu mẹ khá là to cho mã số 1 ạ. Đó, mã số 1 thì chia sẻ các bác 360 các bác nhá. 360 cho mã số 1. Ở một chậu năm cánh trắng quốc dân nhé. Rất là đẹp. Đó, tiếp theo thì em chia sẻ các bác đó là một chậu năm cánh trắng blue kim bôi nhé. Các bác nhìn những cái chùm hoa nó đang lên này. Đây là cái cuống hoa các bác, nó chỉ chuẩn bị chĩa nhánh hoa nhé. Đây các bác nhìn thấy chưa? Đây, nụ này. Đấy. Năm cánh trắng blue kim bôi chậu này thì rất là to và mặt hoa của nó thì rất là sắc và đẹp các bác ạ. Một chậu blue kim bôi, một chậu mẹ một gốc nhá. Các bác nhìn này, đây là một chậu mẹ một gốc khá đẹp. Chậu này chia sẻ các bác bằng 300k các bác nhé. Đó, 300k cho một chậu blue kim bôi nhá. Năm cánh trắng các bác ạ. Rồi tiếp theo thì chia sẻ các bác một số chậu ám này. Đây một chậu ám cánh bầu nhá. Một chậu mỹ rất là to các bác, được 5 thân hoa nhá. Đấy, 5 thân hoa như thế này là các bác biết hàng một gốc này. Nói chung là mình nuôi thì cũng phải mất tầm 5 năm tuổi rồi các bác ạ. Và chia sẻ các bác một chậu ám cánh bầu này, có mã là ám cánh bầu, em để các bác bằng 240k nhá. 240k cho cái chậu ám cánh bầu này. Đấy, rất là đẹp nhá. Rồi tiếp theo một chậu ám này, to lắm các bác, một chậu ám Phú Thọ nhá. Một chậu ám Phú Thọ, chậu này khá là to này, mà để tiềm năng thì các bác chơi về sau thì mình có một cái chậu tác phẩm VIP. Đấy, phải nói là đây là khai thác lại giống nhiều lắm, nếu không cái giò này phải rơi tầm 25 thân hoa trở lên nhá. Đấy, và cũng đang có nụ ạ. Một chậu ám Phú Thọ siêu to chia sẻ các bác bằng 280k các nhá. 280k cho cái chậu ám Phú Thọ này. Nó rất là to nhá. Nó rất là to luôn. Ám Phú Thọ nhá. Đó, tiếp theo thì chia sẻ các bác một cái chậu tím yên tử này. Chậu này thì phải nói là khá là nhiều đầu các bác ạ.
Đấy, lại còn đi cả ti nhé, một chậu mị gốc rất là to. Ở chia sẻ các bác 250.000 các bác nhé, 250 này. Cho chậu tím yên tử này, có duy nhất một chậu các bác ạ, hôm nay có đúng một chậu nhé. Thân quá đẹp các bác ạ, 250 nhé. 250 các bác ạ. Rồi tiếp theo đó là một cái chậu ám của Hòa Bình nhé. Ám Hòa Bình các bác ơi, cái dòng này nó gọi là dễ hoa và nhiều hoa nhé. Đây các bác này, nguyên cái chậu mẹ là đã khai thác giống nó rơi là tầm 25 thân hoa rồi. 25 cái thân mẹ là khai thác để giữ lại giống ấy. Nó giữ lại giống các bác ạ, các bác nhìn những cái thân thủ của nó này. Nói chung là rất là đẹp nhá. Một chậu ám Hòa Bình này chia sẻ các bác là bằng 250 nhá. Đó, 250 cho cái chậu ám Hòa Bình các bác ạ. Đó, rất là đẹp nhá. Em có một chậu 5 cánh trắng Bùi Việt này. Nụ như trấu các bác ạ, nụ như trấu nhá. Đây, 1, 2, 3, 4 thân hoa các bác ạ. Chia sẻ các bác mã này là bằng 399, mã này 399, em để các bác 350 nốt nhá. Duy nhất một chậu 350 các bác ạ. 5 cánh trắng Bùi Việt nhé. Có duy nhất một chậu thôi ạ. Và tiếp theo thì em chia sẻ các bác một chậu Hiển Oanh 5 cánh trắng. Tại vì sao các bác nhìn này, nụ hoa nó đang lên tự nhiên nhé mọi người nhé. Đi từ dưới này mà lên. Đấy, hàng này gọi là đi hoa tự do này, chứ không phải là hàng kích nhé mọi người. Các bác nhìn cái chậu mẹ gốc nó to này. Đó, 300k cho một cái chậu Hiển Oanh nhé. 5 cánh trắng Hiển Oanh. Đấy các bác ơi, này, nụ như một chùm luôn. Đấy, gốc mẹ rất là to nhá, 300k một chậu 5 cánh trắng Hiển Oanh ạ. Đó, tiếp theo là cái mã số B5 nhá. B5 thì vẫn là một chậu quốc dân các bác ạ, một chậu Phú Thọ nhá. Phải nói là gốc mẹ nó to như thế này các bác. Lá này nó bị dám cháy tự nhiên thôi. 2 4 6 7 mầm gốc nhá. Các bác nhìn những cái mầm gốc của nó này. Đó, một cái chậu mẹ mà mầm gốc nó tiềm năng như thế này, cuối năm thì nó sẽ đạt tầm 15 20 thân nhá, 15 20 thân hoa luôn. Đó, chia sẻ các bác mã số 5 gọi là B5 thì em để các bác bằng 400k các bác ạ. 400k cho mã số là B5 nhá. Các bác nhìn hoa của nó rất là sắc nét luôn. Đó, chia sẻ mã số B5 với giá là bằng 500k các bác ạ. Đó, tiếp theo thì em chia sẻ các bác những cái chậu cử bảo tiên này, em chuyển sang cái hàng đơn thân nhá. Đó, chia sẻ các bác một cái chậu cử bảo tiên. Này, các bác vòi hoa này, này. Cái này nó bị gãy vòi các bác, nhựa ấy, nhựa lá đấy, nhựa lá này. Đấy. Con này nó lỗi mất một tí lá đầu đây các bác, đầu đây này, bình thường chậu này là 650 à. Cử bảo tiên mã này là mã số 2 nhá. Mã số 2 thì nó hơi lỗi lá một tí, em sale các bác mã này bằng 550. Nhẽ ra là 650, em chia sẻ các bác bằng 550 nhá. Có một cái chậu cử bảo tiên đang nụ ạ. Đấy, 550. Cử bảo tiên nhá, đây là mã số 1 các bác. Mã số 1 thì nó một cây này lỗi lá thì cây này thôi em không tính nhá, tính bằng 2 cây các bác ạ. Tính bằng 2 cây nhá. Đấy, cử bảo tiên này. Chậu này chia sẻ các bác bằng 430 các bác ạ. Mà thôi để các bác 420 đi. 420 cho cái chậu cử bảo tiên này nhá. Kể cả cái cây này nó gãy ngọn nó vẫn để con các bác ạ, vẫn để con nhá. 420 cho cái chậu cử bảo tiên mã số 1 ạ. Mã số 1 nhá. Ở tiếp theo thì em còn một cái combo 5 cánh trắng các bác này, bao gồm được 4 chậu 5 cánh trắng lộn xộn nhá. Hàng này đang có nụ đấy. Đây, cái thân này cũng đang lên nụ các bác này. Đây các bác nhìn này, nụ nhá. Đây là nụ chứ không phải phi nhá, nụ này. Nụ nhá. Đấy, một chậu này. Đây các bác ơi, nó chĩa nụ này. Đang đi nụ các bác. 2 chậu này, 3 chậu, còn duy nhất một chậu các bác ạ, còn duy nhất một chậu nhá. Một combo 5 cánh trắng 4 chậu. Đó, 4 chậu combo 5 cánh trắng lộn xộn nhá, chuẩn cho mọi người hàng 5 cánh trắng luôn. Và em còn đúng một mã duy nhất combo 5 cánh trắng lộn xộn này, chia sẻ các bác bằng 220 các bác ạ. 220k cho 4 chậu combo 5 cánh trắng nhá. Nó tính ra là các bác biết là còn 55.000 một chậu ơi, thực sự là chúng em đi mua đi nhập cũng không được. Đấy, và thời gian lên giống thì nó rất là vất, và em chia sẻ nốt cho các bác bằng 220 cho cái mã combo 5 cánh trắng lộn xộn nhé, tại vì còn duy nhất một đơn ạ. Rồi tiếp theo thì em chia sẻ các bác một cái siêu phẩm Koki nhé. Đây, một cái tác phẩm VIP, một cái dề Koki siêu VIP như thế này. Ở mã số là K5 các bác ạ, K5 một cái dề Koki nhé. Ở nó là bản lá mít to các bác này. Này, nó bị dám cháy một tí khô nhé. Đây, lá này nó bị đứt lá từ ngày trước này. Đây nữa các bác ạ. 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con các bác ạ. Mã số K5 nhé. K5 một cái dề Koki siêu VIP này, chia sẻ các bác bằng 1.580.000 nhé. 1.580.000 cho cái dề Koki mị bồng con nhé. Đấy, một dề rất là VIP các bác ạ. Đó, mã số là K5 nhé. Các bác sưu tầm thì alo cho em theo số 0977 842 981 ạ. Đó, K5 bằng 1.580.000 nhé. Đó, tiếp đến thì em có một chậu sơn thủy tiên. Đây là cái dòng mắt đỏ các bác, đỏ mà mắt của nó là hàng mắt đỏ nâu nhá. Đây, có đúng một chậu này. Đó, sale các bác là bằng 320 nhá. Rất là nhiều thân tơ luôn. Đó, 320 các bác ạ, một chậu sơn thủy tiên nhá, mắt đỏ nâu.
Đó, tiếp theo thì em chia sẻ các bác một cái dề Koki VIP này. Phải nói là một cái tác phẩm này, nói thực các bác luôn là không bao giờ có ý định là bán, tại vì bản lá của nó rất là to, hàng mít rụt nhá. Đây các bác có hàng mít rụt này, bản lá quá to, nó bị đấy, hôm trước bão nó bị rớt xuống là nó gãy, các bác thấy nó bị gãy đấy, nó bể lá nhá, nó bể mất một lá hai lá này. Bình thường các bác những ngọn to này các bác dao động từ 850 đến 1 triệu một thân rồi. Em chia sẻ các bác mã này là mã số K6 nhá. Đó, K6 chia sẻ các bác là bằng 750, các bác 750 nhá. 750 cho mã số là K6 nhá, K6. Rồi tiếp đến là cái mã số K4 nhá. K4 vẫn là một cái dề Koki tác phẩm này. Đó, duy nhất một cái siêu phẩm Koki tác phẩm của mã số là K4 nhá các bác, bản lá này. Quá là to luôn, lá mít dày này nó bị đứt đọt một lá một tí nhá. Hàng này thì không tránh khỏi được. Đó, vậy các bác chỉ thêm phân thôi. Cái ngọn dưới này nó cũng mất một cái lá này. Đây các bác ạ. Đấy. À, chia sẻ các bác cái mã số K4 thì bằng 1.480.000 các bác ạ. 1.480.000 cho mã số là K4 nhé. Đó, K4 một cái dề Koki tác phẩm K4, 1.480.000 ạ. Dạ, tiếp đến thì em chia sẻ các bác một dề quế trắng nha. Đây là hàng quế trắng tháng 8 các bác ạ. Đây này, nụ này. Quế trắng tháng 8 nguyên bản lại, chất cây nó già, nó đi nụ sớm các nhá. Đi nụ sớm hơn những cái giò trên chậu trên lũa đấy. Đây các bác nhìn cái nụ này. Nụ xanh liết nha. Nhìn chung là cái bản lá thì nó hơi xấu mã các bác, nó hơi bẩn này. Đây các bác lau đi ấy. Đây các bác tưới vô ấy, lau đi là nó sẽ sạch nhá. Đây một thân mẹ đây các bác, một thân mẹ này. Đây mẹ cũng đang có nụ như thế này nhá. Cái này nên treo. Các bác ơi, nụ này. Đấy, đây thân mẹ nhá, một mẹ này, bồng một cây con này. Hai cây con, ba cây con, bốn con, năm con, một mẹ bồng năm con nhá. Một mẹ bồng năm con. Rồi cái thân bên đây là một mẹ này. Bồng một con, hai con nhá, bồng một tức là thân này mẹ bồng hai con, các bác nhìn ống hoa nó rất là to luôn. Đây các bác nhìn ống hoa năm ngoái này, một thân này ra bốn vòi hoa một lúc luôn. Đấy, những cái thân này cũng vậy, bốn vòi hoa và ống hoa nó rất là to nhá, kể cả cây con như thế này các bác nhìn. Đây ống hoa năm trước nó ra một cây con này cũng là hai vòi hoa nhá. Nhìn chung là cái hàng quế trắng nguyên dề nó là hàng nguyên bản đó. Đây một dề nguyên bản này. Các bác nhìn nó chỉ là xấu mã là nó kiểu là cái dề này á, treo vườn ở ngoài cánh đồng ấy thì là phun nước đồng với lại uống nước bằng nước đồng và nước vôi trong các bác ạ, vôi trong ấy thì nó hơi có độ mốc mốc lá các bác nhé. Mốc lá về các bác phun mình lau đi nó sẽ rất là sạch. Em chia sẻ các bác cái dề này là bằng 500k các bác ạ. Nó 500k cho dề quế trắng tháng 8 có mã số là Q1 nhé. Em hạ xuống cho các bác coi. Treo lá nó mốc, nó màu xanh xanh, các bác nhìn nó hơi khó. Đây là mã số Q1 này. Đây các bác ạ, đây một dề quế trắng tháng 8 có mã số là Q1 mà em để các bác có 500k một dề to gì thế này các bác ạ. Đây quế trắng tháng 8 nhưng nguyên nụ rồi. Đó Q1 nhé, tức là hai thân mẹ bồng 7 cây con. Đó, chia sẻ các bác là bằng 500k nhé. Quế trắng Thanh Hóa các bác ạ. Dạ, tiếp đến thì em chia sẻ các bác một cái chậu chồn nhé. Chồn có mã số, các bác chốt là chồn đơn 3 này, 3 cây nhé. Chồn đơn 3 cây. Đó, chia sẻ các bác là bằng 530 nhé. Đấy, các bác nhìn những cái vòi hoa lâu hồi nó ra rất là to. Đây là những cây chồn đơn nó rất là to. Đó, 530 cho cái chồn 3 cây. Các bác chốt là chồn 3 cây nhé. Đó, 530 ạ. Đó, tiếp đến thì em có một chậu mít su 4N nhé. Đây các bác. Này một cây su rụt 4N các bác mua tầm 480 đến 550 một cây. Đó, cây bên đây là nó gãy ngọn, nó để cây con rất là to nhá. Các bác nhìn được cây con nó lại xoáy lên này. Rất là to. Một chậu 4N nhá, em chia sẻ các bác 400k các bác ạ. 400k cho cái chậu 4N 2 cây nhá. 4N 2 cây ạ. Đó, tiếp theo thì em giới thiệu các bác một cái dề Tam Bảo Sắc Điện Biên. Phải nói là siêu to khủng lồ các bác ạ. Dề này đợt cách đây hơn 1 tháng là nó nở rơi vào tầm 120 vòi hoa các bác ạ. 120 vòi hoa cho một cái siêu phẩm Tam Bảo Sắc Điện Biên nhá. Tam Bảo Sắc Tây Bắc Điện Biên hoa trắng tím các bác ạ. Một trong những mặt bông cực kỳ là to và dài. Đó, các bác mình sưu tầm thì alo cho em. Đó, chia sẻ các bác là bằng 3.650.000 ạ. Đó, 3.650.000 cho một cái dề Tam Bảo Sắc Điện Biên siêu to khủng lồ các bác nhé. Đó, để mà nói đến cái vòi hoa thì chắc các bác không đếm xuể được. Đây là mặt bông hoa trắng tím của Tam Bảo Sắc Tây Bắc Điện Biên các bác ạ. Đấy, nó rất là sai hoa và rất là đẹp các bác nhé. Đó, các bác mình mua hàng thì cứ gọi điện trực tiếp qua số 0977842981 cho em các bác nhé. Đây một cái siêu phẩm, một cái siêu phẩm Tam Bảo Sắc Điện Biên ạ. 3.650.000 nhé. Đó, 3.650.000. Rồi tiếp đến em giới thiệu các bác một cái giò hoàng Tam Bảo. Đây trước màn hình thì em có một cái giò hoàng Tam Bảo này, chia sẻ các bác là bằng 1.350.000 nhé. 1.350.000 cho một cái giò hoàng Tam Bảo các bác ạ. Đây là một cái giò hoàng Tam Bảo này.
1.350.000 nhá. Đây em còn một cây 4N đơn thân bản lá to quá. Các bác nhìn bản lá này. Bản lá này 5 cm các bác ạ. Lá rất là dày nhá. Càng nuôi thì càng dày luôn. Đây. Duy nhất một cây đơn này hết rồi, không còn các bác ạ. Đó. Đây các bác ạ, nụ nó rồi bão nhiều nó bị đuôi các bác ạ. Nói chung là nó cũng sẽ sót lại từ tầm 1-2 bông rồi nó sẽ nở bói các bác nhá. Đây. Xém đúng một tí mép lá các bác này. Đó, chia sẻ các bác cây này bằng 400k các bác ạ, 400k cho một cây 4N đơn thân nhá. Bản lá này nó nói là 5 cm. 400k các bác ạ. Rồi tiếp theo thì em có cái chậu Koki mã số là K1 các bác ạ. Đây là Corat Koki nhá. Đấy, Koki cho cái mã K1 thì em chia sẻ các bác bằng 600k các bác ạ. Đó, 600k cho cái chậu Koki của mã số là K1 nhá. Đó, tiếp theo thì em chia sẻ các bác những cái chậu cáo xếp này. Trời ơi. Đây những cái chậu cáo phải nói siêu xếp đẹp các bác ạ. Này, em mời các bác ngắm đây là mã số 7. Mã số 7 nhá. Các bác nhìn ngắm bản lá to này. Bản lá rất là to luôn các bác ơi, các bác nhìn này. Đây gốc này là một cụm 3 cây nhá. Một thân này, hai thân, ba thân, mị bồng 3 thân các bác ạ. Cây đây mị bồng con, bản lá to các bác này. Đấy. Đấy bên đây một cây đơn nhá. Cây đơn này đứt một tí mép lá các bác này. Và em chia sẻ các bác cái chậu cáo này có mã số 7 ạ. Đấy chính cây này nó là cây phân nhánh đấy các bác, cây phân nhánh đấy, nó gãy lá đây này. Đấy chia sẻ các bác cái mã số 7 này là bằng 580 các bác nhá. 580 cho mã số 7. Đấy, bản lá rất là to nhá. Bản lá rất là to luôn các bác ạ. Đấy, khóm này thì được mẹ bồng 3 con nhá. 1 2 3 này. 4 5 con bên đây là 6 á, 580 các bác ạ, 580 nhá cho mã số 7. Một chậu cáo xếp siêu VIP nhá. Đây là mã số C11 ạ. Ở C11 thì vẫn là một chậu cáo xếp Lai Châu nhá. Đây các bác ơi, bản lá này cây xếp rất là đẹp. 1 2 3 4 5 cây nhá. Cây này đứt một lá này. Đấy. Mã số C11 em chia sẻ các bác bằng 360 nhá. 360 các bác ạ. Rất là đẹp nha. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu các bác một cái rề cáo này các bác. Đây là hàng cáo. Nó là trước là nó ở một cái cục nguyên bản đấy các bác. Này bộ rễ này em phải quấn ở đây đây. Bộ rễ phải quấn ở đây các bác. Hôm trước các bác nhìn thấy vòi hoa nó rất là dài nhá. Cái mã số 1 C1 nhá. Đó C1 em chia sẻ các bác bằng 260k thôi các bác ạ. 260 cho mã C1 toàn cây to nhá. Đấy chất cây các bác nhìn này. Toàn cỏ xỉ thôi, không còn phân nữa đâu. Đây các bác, lá nó hơi quẹo một tí các bác nhá. Tại vì hàng này nó thiếu nước mà. Và thiếu nước chia sẻ các bác 260.000 cho mã số là C1 nhá. C1 ạ. Và tiếp theo thì em giới thiệu các bác một chậu cáo siêu VIP nhá. Trời ơi, bản lá 6 sen đi các bác này. Một siêu phẩm đuôi cáo nhá, thể nói là bản lá 6 sen em mời các bác ngắm nhá. Trời ơi, chất cây này. Bao phê luôn được chưa ạ? Mã số này các bác chốt là mã VIP nhá. Mã này là mã số 9, mã số C9 nhá. Đó, một cái tác phẩm các bác nhìn bản lá 6 sen lá dày này. Lá rất chi là dày luôn. Đây là nó cháy tự nhiên các bác nhá, cháy lá tự nhiên này. Đó C6 nhá, một chậu cáo phải nói là đây là một cái chậu sơ mi hồng mà phải nói cái màu hồng nó rất là đậm và đẹp. Ở C9 á, chia sẻ các bác bằng 1.650.000 nhá. Một cái tác phẩm VIP bản lá 6 sen. Bao gồm được 1 2 3 4 5 6 7 con cáo nhá các bác ạ. 7 con cáo nhá, siêu VIP. Đó, chia sẻ các bác bằng 1.650.000 nhá. 1.650.000 các bác ạ. Đây là mã C10 các bác này. C10 cũng là một chậu tác phẩm này. Đó, C10 cũng là một siêu phẩm. Một chậu cáo VIP này. Đó, chia sẻ các bác mã C10 bằng 1.500k các bác ạ. 1.500k cho mã số là C10 nhá. C10 rất là đẹp ạ. Đó, các bác mình sưu tầm thì cứ gọi điện trực tiếp đến số 0977 842981 các bác nhé. Rồi tiếp theo thì em chia sẻ các bác một giò cáo nguyên bản. Đây. Cái cáo này là hàng một cục nguyên bản nhá. Nhìn chung là cái hàng chất cây nguyên bản thì các bác biết rồi, nó rất là cằn đây các bác nhìn, cằn như thế này đang chuẩn bị lại để một cây con đây các bác nhìn này, đang lên lá non rồi. 6 cây một búi nhá, nguyên bản, các bác chốt cáo nguyên bản. Và chia sẻ các bác 400k các bác ạ, 400k về các bác vẫn treo nhá. Nó chưa một chút phân nào luôn các bác ạ. 400k cho cáo nguyên bản nhá. Đó, tiếp theo thì em có một cái đơn tam bảo sắc Điện Biên hàng bóc. Đây các bác nhìn những cái ngọn này. Em bóc ở một cái lũa phải nói là nó khá là nặng các bác ơi. Cứ 4-5 vòi hoa một thân như thế này. Đây mẹ bồng con này. Đó, thân này nó là thân mẹ bồng con các bác ạ. Đây, có đúng một đơn bóc nhá. Này. Đơn này chia sẻ các bác bằng 250 các bác ạ, 250 nhá. Tam bảo sắc Điện Biên hàng bóc. Đấy. Em có duy nhất một đơn. Rồi tiếp theo thì em lại giới thiệu các bác một trong những ngọn tam bảo sắc hoa trắng chuẩn hàng rừng đột biến nhá. Đấy các bác nhìn bản lá nó to như thế này. Có này lỗi lá đây các bác này. Đấy, cái mã này mã số là A3 thì thực ra hôm nay còn một ngọn thôi. Mã này thì em chia sẻ tách ngọn cho khách rồi. Tách một ngọn ở đây rồi các bác. Đây đang để cây con các bác nhìn đây này. Đây. Đây để cây con các bác nhìn thấy nó chuẩn bị lên lá non nhá. Đây này,
Đấy. Cây này thì chia sẻ các bác bằng 600k các bác ạ. Tam bảo sắc hoa trắng nhá, hoa trắng tinh chuẩn đấy mọi người. Chuẩn đét là khỏi phải bảo hành hoa nhá, tại vì những cái giò này em đã lên các bác xem rất là nhiều rồi. 600k cho mã số là A3. Mình công mã này để các bác 580 nốt đi. 580 các bác nhá, hoa trắng tinh nhá. Đó, tiếp theo là cái mã số, mã này là mã số 12 các bác, mã số 12 hết hoa các bác này. Đó, hết hoa rồi, mã số 12 mị bồng con nhé. Cây này thì bác nào sưu tầm lấy giống để em chia sẻ các bác 130 này, hoa trắng tinh nhá. Hơi cháy lá một tí các bác, nhưng mình có giống ở chuẩn hàng rừng. Đây cây mị bồng con này. Đây hàng rừng nó vẫn hơi cháy hơi lỗi các bác nhé. Đây cây này hôm rồi đây ba vòi hoa nhé, hết rồi. Đó, chia sẻ các bác cái mã số 12 này bằng 1.250.000 nhá, xả nốt. Xả nốt 1.250.000 các bác ạ. Đây là mã số 12 nhá. Đó, tiếp theo thì em giới thiệu các bác một cái dề này, nó gọi là một cái dề lẫn cả sơn thủy tiên các bác. Đây một dề sơn thủy tiên này kèm một cái dề kiều của các bác này. Đây kiều nhá, cả kiều và sơn thủy tiên. Đây cái dòng này nó kiều mỡ gà này, kiều mỡ gà nhá. Đấy, cả một búi luôn, vừa kiều vừa sơn thủy tiên. Em chia sẻ các bác mã này là bằng 300k các bác ạ. 300k các bác chốt là kiều sơn thủy tiên nhá. Đó. Chốt kiều sơn thủy tiên, kiều sơn thủy tiên 300k. Rồi tiếp theo là một siêu phẩm quế của Hòa Bình các bác, một trụ quế phải nói là siêu to nhá. Đây các bác bản lá nó to lắm, đây là nó cháy rám tự nhiên này. Đấy, một giò quế này các bác chốt cho em là mã số Q10 nhá. Duy nhất có một trụ thôi các bác ạ, duy nhất một trụ nhá, quế Hòa Bình. Chia sẻ cái mã số Q10, chia sẻ các bác bằng 1.580k nhá. 1.580k cho mã số là Q10 các bác ạ. Đấy các bác nhìn những cái ống hoa năm ngoái nó ra nó rất là to luôn đấy các bác này. Những cái ống hoa nó ra bằng chiếc đũa luôn ấy. 1.580 cho mã số là Q10 ạ. Q10 nhá, đây em có mã số này là Q1 các bác. Q1 một cây quế trắng đơn thân, hàng nguyên bản đấy. Đấy các bác sưu tầm thì alo cho em mã này để các bác 1 triệu nhá. 1 triệu các bác ạ, cây này nó là cây nguyên bản, nó long cục gỗ là ống hoa này. Gọi là bồng con các bác nhìn thấy lá này, đi từ gốc mà lên không bỏ một cái lá chân nào luôn, 1 triệu nhá. Đó, chia sẻ các bác một giò kiều tím của Cao Bằng ạ. Đây tím Cao Bằng này, chia sẻ các bác giò này 1 triệu đi. Xả cho các bác 1 triệu, các bác nhìn mầm tơ nó đi tua tủa luôn. 1 triệu cho cái dề kiều tím Cao Bằng nhé, nói hàng tím Bắc. Và tiếp theo có chậu kiều tím Yên Bái thì xả các bác 1.250.000 này. Đó, tiếp theo vẫn là một cái dề tam bảo sắc hoa trắng ạ. Hàng này nó là hàng trắng tinh của rừng đây. Đây các bác nhìn những cái dề lan này, này. Cái tác phẩm này có mã số là A2 nhé. Bình thường cái giò này là em lúc trước em bán là 2.8, 3 triệu, hôm nay còn lại là 1.980.000. Hôm nay xả nốt các bác bằng 1.680.000 nhé. Hơi có độ cháy như thế này quá, vẫn có hàng lỗi như thế này nhé. Đây, cháy xém một tí này. Còn các bác mua hàng này các bác có thể tham khảo trên hội. Bình thường các bác phải đếm theo lá cơ. Nếu mà đếm theo lá giò này giá thị trường nó không dưới giá 3.8 đến 5 triệu nhé. Đó, chia sẻ các bác bằng 1.680.000 ạ. 1.680.000 nhé. Tam bảo sắc hoa trắng. Hoa trắng tinh đấy các bác ạ. Hoa trắng có mã số là A2 nhé. A2 1.680.000 các bác ạ. Các bác nhìn thấy cây bục cây con mà bản lá nó đã to như thế này rồi. Nó mị bồng con nhé. A2 1.680.000. Tiếp đến là mã số A6 ạ. A6 thì cái mã này em để các bác bằng 900k các bác nhé. A6 bằng 900 các bác ạ. Đây các bác nhìn thân đẹp chưa? Hết hoa rồi nhé. Hết hoa rồi các bác ạ. Có hai thân thôi này. Thân này nó là thân xoáy. Lỗi mất một cái lá đây các bác nhé. Đó, em để các bác bằng 900k cho mã số là A6 ạ. Đây là A6 nhé. Đó, tiếp đến thì chia sẻ các bác một cái chậu cát này. Các bác sưu tầm cái chậu cát một lá này phải nói siêu đẹp các bác, đầu tư cả một cái chậu nghiến VIP như thế này là các bác biết mặt bông cực kỳ là đẹp luôn các bác, mầm tơ nó đang tủa này. Này. Tủa rất nhiều mầm tơ. Em chia sẻ các bác bằng 480 nhá. 480 cho cái chậu cát cổ này các bác ạ. Các bác mình sưu tầm thì cứ gọi điện trực tiếp đến số 0977 842981 cho em các bác nhá. Và em chia sẻ các bác một cái dề sóc ạ. Đấy, một cái dề sóc phải nói quá là nhiều con các bác. Dề này sale các bác bằng 530 nhá. Cả một dề sóc luôn, 530. Đó, tiếp đến là vẫn là một dề tam bảo sắc hoa trắng tinh nữa các bác nhìn này. Đẹp chưa? Mị bồng con nhá. Mã số này có mã số là T10. T10 cũng xả các bác bằng 1.250.000 các bác ạ. 1.250.000 nhá. Hoa trắng tinh mã số là T10. Và tiếp đến là cái mã số một cái dề chồn Lai Châu VIP nhá. Chồn 9 con các bác, hay còn gọi là chồn 9 đuôi đây, em để các bác bằng 750 các bác. 750 cho cả một dề chồn 9 đuôi nhá. Đó, hay còn gọi là chồn 9 con đấy. Đó, chia sẻ các bác bằng 750 ạ. Đó, tiếp đến của em là những cái cặp đai châu các bác nhé. Một combo 3 chậu này. Đó, combo 3 chậu đai châu này. Còn combo 3 chậu này thôi thanh lý các bác bằng 300k các bác ạ. Xả lỗ vốn đấy các bác ơi. 3 chậu mix màu nhé.
Ở 3 chậu mix màu xả lỗ các bác combo 3 chậu bằng 300.000 được 5 cây nhé. Cây này nó bị đứt mất một tí đọt lá các bác, nó sẽ để con này. Đó, combo cả 3 chậu mới có 300.000 thôi. Đấy, các bác mình mà mua hàng thì alo trực tiếp qua số 0977 842 981 cho em các nhé. Nó có giò sóc này chia sẻ các bác 700k. 700k mã số S1 nhé, S1. Đó, tiếp đến là cái siêu phẩm tam bảo sắc va hoa vàng lưỡi trắng các bác ạ. Đây. Đấy, thực ra cái giò này là em lại khai thác thân cho khách rồi ạ. Đấy, lại chia sẻ với các bác là như vậy nhá, đã khai thác thân cho khách rồi. Hôm nay sale các bác bằng 10 triệu 500k các bác ạ, 10 triệu 500k nhá. Em vừa tách ngọn cho khách đấy. Đấy, các bác muốn mua chuẩn mặt hoa thì các bác chốt ở cái giò này cho em nhá, bao chuẩn với mọi người luôn, hoa nó vừa mới tàn. Đấy. Cái giò này thì em like nhiều lần các bác cũng xem rồi, hoa thì chuẩn. Bảo hành tuyệt đối nhá, size 1 đến 10 tại vì cây là đã ra hoa tại vườn nhá, và các bác cũng đã xem mặt hoa nhiều lần rồi. Đấy, hôm nay thì chia sẻ nốt các bác bằng 10 triệu 500k các bác ạ. Đây, em vừa tách mất cái ngọn đây cho khách rồi. Cái ngọn ở giữa này. Đấy. Sale nốt các bác một cái giò tam bảo sắc va hoa vàng lưỡi trắng. Đấy, bản lá hơn 5 cm gần 6 cm nhá. Đó, chia sẻ các bác cả một dề nguyên bản đấy. Sale các bác là bằng 10 triệu 500k. 10 triệu 500k cho một siêu phẩm nhé. Tam bảo sắc va hoa vàng lưỡi trắng. Đó, tiếp đến thì xem còn mã nào mà anh chia lên thì em lại chia sẻ các bác nốt nha. Các bác mình mua hàng thì cứ gọi điện trực tiếp đến số là 0977 842 981 cho em các bác nhé. Đây em có một cái chậu bướm đại ngàn các bác ạ. Quá là nhiều nụ luôn các bác ơi, các bác nhìn này, nụ như chấu này. Xem các bác bằng 680 nhé. Nguyên nụ hoa được các bác, 6 tân hoa đấy. 680 các bác ạ, 680 đây, còn mấy con nhận rừng này. Em xả cho các bác này. Đây, một cây coqui hoa vàng nhé. Một cây coqui hoa vàng các bác ạ. 300k nhé, cây này các bác có bản lá to này, càng nuôi thì càng đẹp. Đó, 300k cho một cây coqui hoa vàng nhé. Đây em có mã nhận thằng 8 rừng này. Đấy, trước nó bị rớt lũa các bác, một cây này. Mã số 2 nhé. Hai cây này nó hơi nhỏ một chút, cây này lá chỉ thiên 3 cây ạ. Đó, mã số 2 thì em để các bác bằng 260k nhá. Mã số 2 chứ bình thường cây này các bác mua 380-450 rồi. Đây mã số 4 ạ. Đấy, trước nó rơi nó hơi bẩn, một cây này. Hai cây nhá. Nó rơi lũa hơi bẩn, 3 cây cái mã này thì mã này có 3 cây thì em để các bác bằng 250 các bác, 250 cho mã này 3 cây nhá. Mã số 2 ạ. Đây là mã số 3 nhá. Mã số 3 em để các bác bằng 360 để các bác nhìn cây đẹp chưa? 1 này. 2 này. 3 này. 4 cây các bác, cây này lá chỉ thiên nhá. 1 2 này. 3 4 cây này để các bác 360 nhá. 360 các bác ạ. Đấy, tiếp đến thì đây có cái cây coqui đơn các bác này, cây coqui đơn nhá, gãy vòi hoàng cùi em làm gãy đấy. Cây coqui đơn này em sale các bác bằng 180k nhá, nó gãy mất vòi rồi. Để các bác 180 là giá xả đấy. Mã số 2, đây là mã số 1 này. Mã số 1 lỗi lá này. Và mã số 1 thì em để các bác bằng 150 các bác, 150 cho mã số 1 coqui nhá. Đấy, mã số 1 coqui để các bác 150 bị lỗi lá này. Đấy, các bác du tầm lý cứ alo qua số điện thoại 0977 842 981 cho em các bác nhé. Em còn cái gì chưa xả thì em sẽ xả. À, đây em có một cái chậu có cái chậu bệt các bác ạ. Đây là bệt hồng hay còn gọi bệt như nguyệt này. Đây các bác ơi, các bác nhìn những cái chùm nụ này đang đi nụ nhá. Đây các bác thấy chưa, chĩa đang nụ này. Đấy, đang đi nụ như thế này nhá. Em chĩa lại gãy vòi. Đây. Đấy các bác ơi, thân to nhá, thân thủ rất là khủng luôn. Đây, một cái chậu bệt hồng hay còn gọi là bệt như nguyệt, chậu này em để các bác 300.000 một chậu nhá. Một chậu mẹ gốc như thế này các bác. Bình thường cái chậu này các bác mua tầm 580-650 để các bác chia sẻ bằng 300k nhá. 300k bệt hồng hay còn gọi là bệt như nguyệt ấy, 300. Đây có duy nhất một chậu bạch tuyết này em để các bác bằng 680.000 nhá. 1 2 3 4 5 cái mầm gốc các bác ạ, 5 mầm gốc. Bình thường giò này các bác phải mua tầm 1,5-2 triệu em để các bác 680 nhá. 680 các bác ạ, có đúng một chậu thôi. Các bác mua hàng thì alo qua số điện thoại cho em nhé. Duy nhất một cái chậu lâm sung này. Một chậu bệt lâm sung em để các bác bằng 1 triệu nhá, 1 triệu ạ. Đấy, ngoài ra thì em có rất là nhiều đơn thân VIP ạ. Rồi, các bác mình mua hàng thì alo qua số điện thoại giúp em nhé. Em xin cảm ơn các bác ạ.